Cuộc thi tài năng. Ê, cuối cùng thì cuộc thi cũng sắp bắt đầu rồi. Không biết ai sẽ là người chiến thắng. Bruno chứ ai. Cậu không biết Bruno đã tập luyện chăm chỉ cỡ nào đâu. Đúng không Bruno? Đương nhiên là vậy rồi. Mình sẽ đoạt giải nhất và giành lấy chiếc cúp rùm lung linh. Nè, tốt nhất là cậu nên cố gắng hơn. Spooky. Bởi vì mình cũng sẽ tham gia cuộc thi lần này đó, biết chưa? Thiệt hả? Vậy cậu tính biểu diễn tiết mục gì vậy? Đương nhiên không phải mấy trò tung hứng trẻ con như Bruno, mà nó sẽ là màn trình diễn ảo thuật hấp dẫn và vui nhộn. Ảo thuật hả? Đúng, coi mình nè. Wow. Thấy hay không? Hay, không thể tin được. Hôm đó mình sẽ có nhiều tiết mục thú vị hơn nhiều. Nhớ đón xem nha. So với màn ảo thuật của Spooky, tiết mục của mình nhàm chán quá. Làm gì có, mình phải thú thật với cậu, tiết mục tung hứng của cậu là hay nhất thế giới. Ủa, phải đó, mình thích tiết mục của cậu. Thật hả? Đương nhiên, tụi mình sẽ tới ủng hộ cho cậu. Hay quá, mình sẽ cố gắng làm thật tốt. Ta-da! Đây là cúp rum của cuộc thi lần này. Wow, chiếc cúp đẹp quá. Không biết ai sẽ là quán quân đây. Chắc là Bruno. Tất cả mọi người đều biết cậu ấy có tài tung hứng rất là giỏi mà. Đúng, nhưng lần này tiết mục của Spooky cũng hay lắm. Cậu ấy sẽ dự thi tiết mục ảo thuật vui nhộn. Ảo thuật sao? Nghe hay đó. Mình nghĩ Mickey và Clinny cũng sẽ làm rất tốt. Đúng vậy, Clinny sẽ trổ tài rửa chén, còn Mickey biểu diễn tạo hình bằng bê tông. Mình cá là cuộc thi lần này sẽ rất là hào hứng cho coi. Nói chung là chúng ta cần phải bảo vệ cuộc thi diễn ra thành công tốt đẹp. Chắc chắn rồi. Chú Mildo ơi, mình có tới xem tiết mục của Bruno không chú? Còn một chút xíu nữa là cuộc thi chính thức được bắt đầu rồi. Nếu mình tới trễ thì chỉ có thể đứng coi từ xa thôi. Chú xin lỗi nhưng mà mình không đi được. Jumbo vẫn còn vài việc phải làm. Chú ơi, con còn phải làm gì nữa? Con phải mang gỗ tới mấy nghìn gỗ để ngày mai tiến hành xây dựng theo đúng kế hoạch nữa nè. Hay là chú tới trước rồi xong việc con tới sau? Con nghĩ là chú nên đi đúng giờ với Mark và Ford nữa. Nhưng mà... Đi mà chú. Mình con ở lại đây được không vậy? Được chứ, đi đi chú. Con xin chào chú Builder. Chú tới sớm vậy? Chúng cứ nài nỉ chú cả ngày nay. Mà Dumbo đâu? Dumbo còn vài việc chưa xong, một lát nữa mới tới. Con hiểu rồi, mọi người vào đi. Thử máy. Haley, giờ kéo bột qua trái một chút đi. Được thôi. Phải chi Dumbo cũng có ở đây thì tốt quá không? Chắc Jumbo tới mấy nghìn gỗ rồi. Không biết chừng nào mới chở hết đống gỗ này. Nếu ráng làm nhanh, chắc sẽ tới kịp lúc cuộc thi bắt đầu. Tăng tốc lên nào. Mình trượt tay rồi. Cậu phải hết sức bình tĩnh, bởi vì càng lo lắng sẽ càng dễ làm sai. Và cuộc thi tài năng của thị trường Room xin phép được bắt đầu. Wow, hồi hộp quá. Không biết mọi người có tới không nữa. Chắc là hay lắm đây. Dumbo vẫn chưa tới nữa. Sao mà còn nhiều vậy không biết nữa. Chắc không được coi tiết mục của Bruno rồi. Khoan đã,
Mình biết rồi, mình sẽ chở hết tất cả một lần luôn. Nè Dumbo, cậu không nên chở quá nhiều như vậy, sẽ rất dễ bị thương đó. Không sao, yên tâm đi, mình chở hết được mà. Cẩn thận. Wow, Mickey đang dốc hết sức mạnh của mình. Thật đáng tiếc, không làm được đuôi của nàng tiên cá. Tuyệt quá, sao Dumbo còn chưa tới nữa. Sắp tới lượt của Bruno rồi. Phải đó. Hình như mình chất quá nhiều rồi. Nhưng mà nếu mình không tranh thủ thì không xem được tiết mục của Bruno. Và bây giờ còn hai tiết mục của Bruno và Spooky, ai cũng có thể giành được chức quán quân. Và vấn đề là ai sẽ giật giải? Sao bây giờ Dumbo còn chưa tới nữa? Cậu ấy hứa tới ủng hộ cho mình mà. Chúng ta sẽ giải lao một chút. Thành viên được cứu hộ mau tập trung về sân khấu. Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Gì vậy Chin? Có cuộc gọi khẩn cấp ở chỗ máy nghiền gỗ. Dumbo đang chở gỗ đi lên dốc thì bị tai nạn. Dumbo bị bể một bánh xe ở đằng sau. Tất cả gỗ cậu ấy chở trên xe đều bị lăn xuống đường hết rồi. Cả đoạn đường bị tắc nghẽn luôn rồi. Đi thôi, Polly. Đúng, phải đi tới đó liền. Chúng ta không nên để mình Dumbo ở lại. Còn ai nói quá. Haley, cậu đi trước để kiểm tra tình hình đi. Mình đi đây. Mình không nhúc nhích được, phải có ai đó giúp mình. Cậu ấy kìa, Dumbo. Haley, mình không thể đứng yên một chỗ được. Cố gắng lên, đội cứu hộ sắp tới đây cứu cậu rồi. Tới rồi kìa. Rồi, cậu với Amber lo chỗ này. Được thôi. Rồi, thu dọn chỗ này trước cái đã. Được. Ổn rồi, cảm ơn mọi người. Không cần phải khách sáo đâu. Em bơ, có chân. Trời, bạn không sao chứ? Không, mình không sao. Titan, cảm ơn cậu nhiều. Yên tâm đi, đơn giản mà, mình chở được. Được rồi, di chuyển xem. Tuyết, đi được rồi. Cảm ơn Amber, cảm ơn mọi người. Có gì đâu, cậu phải nhớ, từ bây giờ cậu không được cố gắng chở nặng như vậy nữa, không an toàn. Phải, nhưng mình muốn tới xem tiết mục của Bruno. Mình nghĩ là mình sẽ chở hết. Buồn thiệt, chắc biểu diễn xong rồi mình bỏ lỡ hết trơn rồi. Đừng buồn nữa, lần sau cậu xem cũng được mà. Phải đó, Dumbo.
Đâm bu tới rồi kìa. Chào. Ờ, Đâm bu, đáng lý mọi người phải ở lại. Mình xin lỗi vì đã bỏ đi. Không sao, mình xin lỗi vì đã làm mọi người phải lo lắng. Nhưng mà cuộc thi diễn ra tới đâu rồi? À, bọn mình đã tạm dừng cuộc thi lại rồi. Bruno nói là phải chờ cậu tới rồi cậu ấy mới ra biểu diễn. Thật hả? Thật, nhưng mà bây giờ cậu đã tới rồi. Vậy cậu sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Đâm bu cậu xem đây, tiết mục của mình sẽ là tiết mục xuất sắc nhất ngày hôm nay. Làm sao được, chiếc cúp Room sẽ là của mình. Hả? Cậu trộm hết banh của mình? Đâu có, đây là ảo thuật. Gì? Ảo thuật? Cậu dám biến mất banh của mình hả? Đứng lại. Đứng lại. Cậu muốn phá hỏng tiết mục của mình phải đúng không? Mình không có phá thiệt mà. Quả bóng mới của Bruno. Mình về rồi. Chào cậu Lily. Tình hình trong làng sao rồi? Không ổn lắm. Cơn mưa đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề. Lần này thiệt hại nặng nề ra sao? Mình có quay video lại cho các cậu xem đây. Các cậu thấy đó, cơn lũ đã xé toạc các thanh gỗ trên cầu trong chớp nhoáng. Vì đá tảng rơi xuống chắn ngay đường đi và lối vào đường hầm bị tắc nghẽn. Con đường phía trước bưu điện thị trấn cần được sửa chữa lại. Lần này thật sự thiệt hại quá là nặng nề. Phải, chúng ta phải đi sửa chữa ngay thì mới kịp được. Được, mình sẽ liên hệ chú Builder. Chú ấy có thể lo việc làm lại con đường. Hôm nay chúng ta phải làm hết sức. Được. 1, 2. Chào Bruno. Ủa, xin chào. Các cậu, nhìn nè. Xem thử đi. Đây là quả bóng vàng thượng hạng. Điểm đặc biệt của nó là nảy cao hơn bóng thường. Nó còn có ánh đèn lấp lánh nữa. Tuyệt quá. Cho tụi mình chơi với có được không? Không được. Bóng này hiếm có nên khó tìm ra lắm. Bruno, một lần thôi mà. Không, mình không muốn làm hỏng nó. Vậy cậu ấy kêu chúng ta tới chỉ để khoe mẽ sao? Đúng đó. 1, 2. Bruno. Giật hết cái mình. Ủa chú Builder, chú đã dặn con là không được chơi ở đây rồi mà. Ở đây nguy hiểm lắm. Xin lỗi chú Builder, con đem đi cất liền. Sẽ không có ai biết được mình để ở đâu hết. Dâu trái bông đi. Dâu trái bông đi. Không có gì đâu, mình chỉ dâu trái bông đi thôi. Đây, quả bóng vàng thượng hạng của mình. Haley, cậu xong chưa vậy? Sắp xong rồi. Bruno. Dạ. Qua đây coi. Dạ. Con đây. Bây giờ hai chú cháu mình ghé qua bưu điện một chút nha. Dạ. Cơn bão ngày hôm qua làm hư hết đường xá nên chú muốn kiểm tra lại một chút. Phải kiểm tra trước thì mới biết được cần làm cái gì trước khi bắt đầu công việc. Dạ. Vậy chúng ta nên đi thôi. Jambu, mình sẽ quay lại liền. Từ từ thôi Bruno. Mark, tụi mình nghỉ ngơi chút đi. Nếu muốn thì cùng chơi bóng chút đi. Chúng ta không được phép chơi ở đây. Chú Builder sẽ nổi giận đó. Với lại tụi mình cũng đâu có banh bóng gì ở đây. Thật ra mình biết Bruno giấu quả bóng đó ở đâu. Vậy sao? Ở đâu vậy? Nhìn đẹp ghê ha. Tụi mình mượn một chút thôi. Chơi xong để lại chỗ cũ là được rồi. Cậu ấy không có để ý đâu. Nhanh lên chơi thôi. Bruno sắp quay lại rồi đó. Giỏi lắm Bruno. Nhờ có con nên tiến độ công việc mới nhanh vậy. Dạ không có chi. Chú phải đi bàn với Mickey về việc đổ thêm xi măng để lấp đầy cái lỗ. Con có thể quay lại bên công trình đó và đợi chung với tụi bạn con.
Dạ, được thôi. Nhớ là phải đi thẳng tới chỗ công trình thi công nghe chưa? Không được chơi bóng nữa. Dạ. Ôi không, chúng ta phải đi lượm nó lại. Hả? Trời ơi, không biết bóng của ai mà dơ dữ vậy. Không đẹp như bóng của mình chút nào. Đó, là Dumbo và Pook. Max, họ đang định làm gì vậy? Max. Chào Bruno. Cái cậu đang đi đâu vậy? Mình không bắt được bóng nên bây giờ tôi mình đi lượm lại. Hả? Bóng hả? Bóng của ai vậy? Thực ra thì xin lỗi Bruno, đó là bóng của cậu đó. Sao? Quả bóng vàng thượng hạng của mình. Không, bóng, quay lại đây. Làm Bruno. Quay lại đây đi Bruno. Đừng có nảy nữa. Ôi sao, bóng của mình. Thật không thể tin được là mình chỉ mới có được chơi bóng đúng một lần. Bruno, cho tụi mình xin lỗi nha. Cậu, chịu trách nhiệm đi chứ, cậu tính sao đây? Khoan, mình biết chúng ta phải làm gì rồi. Thật hả? Chúng ta không tài nào tìm được một quả bóng mới đâu. Con sông, cậu biết con sông chảy dưới cầu mà đúng không? Cũng ở gần đây thôi mà. Mình biết đường tắt đi tới đó đó. Bây giờ tụi mình đi đến đó đi. Thật hả? Tất nhiên rồi. Nè, ở đâu vậy? Cậu nói là ở đây mà. Bên kia kìa. Nó ở ngay khúc quanh bên đó. Đúng rồi. Bóng của mình. Được rồi. Bóng của mình, quay lại. Giỏi lắm con. Làm sao bây giờ? Dòng sông cuốn cậu ấy đi mất rồi. Giờ chúng ta phải gọi đội cứu hộ tới đây ngay. Vấn đề sửa chữa sao rồi? Đang tiến hành cùng lúc, nhưng chúng ta phải tạm thời chặn lối đi trên cầu. Tình hình hiện tại của cây cầu tới khu câu cá vẫn yếu lắm. Còn ở khu đường hầm thì mình dọn xong tảng đá chặn đường rồi, giao thông cũng ổn định trở lại. Được rồi, các cậu làm tốt lắm. Chào, Jin nghe máy đây. Jin, cứu với, Pook mới bị rớt xuống sông dưới cầu rồi. Cậu nói sao? Cậu cũng biết đó, dòng sông đó chảy trực tiếp ra biển. Được rồi, mình sẽ cử đội cứu hộ đi ngay. Lát nữa Pook sẽ đi về phía cầu rút. Đi xem thử cậu ấy có ở đó không. Chúng ta không thể để cậu ấy trôi ra biển. Mình đi liền. Tụi mình sẽ tới ngay. Pook ơi, cậu đừng lo lắng. Có cái này, cậu sẽ ổn thôi. Mong là họ sẽ tới đây nhanh hơn.
Rồi, cậu qua bờ sông bên kia giữ lấy Ford đi. Tụi mình sẽ lo bên này cho. Mình hiểu rồi. Ford. Đợi chút nha Ford. Bao ly nhanh lên. Sắp được rồi. Đâu? Rồi, tụi mình phải giữ chặt cô ấy, từ từ kéo cô ấy lên. Được, mình hiểu rồi. Cũng may là cậu vẫn an toàn. Cũng còn may đó. Lại gần bờ sông khi mới qua cơn bão là chuyện rất nguy hiểm. Thực ra là lỗi của mình, không phải cậu ấy. Mình là người muốn lấy quả bóng mới của Bruno ra để chơi. Không phải, lẽ ra mình không nên khoe khoang mới phải. Mình nên để các cậu chơi. Xin lỗi các cậu nha. Không sao đâu. Các cậu quay về công trình đi. Chú Builder sẽ lo lắng lắm đó. Chú Builder, quên mất tiêu. Đúng rồi, Polly ơi, cậu cho mình xin lại quả bóng của mình đi. Chưa được đâu, để mình giữ cho. Giao thị trấn rồi mình sẽ trả lại. Hả? Thôi mà, trả cho mình đi, Polly. Hả? Cậu không hiểu đâu, mình không thể rời xa nó một giây một phút nào chưa hết. Chưa có được đâu. Thôi từ mà, từ mình trả mà. Tráo đổi nhiều lần. Trời tối quá. Tại sao các cậu không bật đèn pha? Ý kiến hay. Chú ý, đang có một trường hợp khẩn cấp. Hả? Các em sẽ làm gì nếu gặp chướng ngại vật trên đường? Chúng ta nên làm gì? Nên quay đầu lại không? Rồi đi, không sao đâu. Xem những gì mình làm nè. Trước tiên thì bật tín hiệu khẩn cấp như thế này. Sau đó thì hãy chạy tới dịch an toàn ngay khi có thể. Cha cậu bấm nút gọi để được người khác giúp đỡ cho mình. Đã vượt qua thành công chướng ngại vật. Wow, Mini, cậu đúng là siêu tuyệt vời. Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Mini đậu rồi. Giỏi lắm Mini. Thật tiếc nhưng mà hai em không đậu rồi. Chút là đậu rồi. Đừng lo lắng nào, tụi em có thể thi thêm một lần nữa. Đúng. Dạ. Bây giờ chị muốn tặng huy hiệu an toàn này cho Mini, chứng tỏ đã vượt qua bài kiểm tra. Xem nào. Cảm ơn chị. Nhìn nè. Chúc mừng cậu. Anh nghĩ là em đã học hành rất chăm chỉ mới vượt qua được bài kiểm tra này. Dạ đúng rồi. Ông em còn hứa tặng một món quà đặc biệt cho em nếu như hôm nay em làm tốt nữa. Quà gì vậy Mini? Một đôi bông tai pha lê. Đúng là một ngày đẹp trời. Không biết Mini làm bài kiểm tra thi lái xe thế nào rồi. Ông ơi. Mini về rồi. Ông nhìn đi, con đã đậu rồi. Và con là người duy nhất trong nhóm thi đậu. Ông có tự hào về con không? Tất nhiên ông tự hào về con. Vậy có nghĩa là con nhận được quà phải không ông? Vì con đã làm rất tốt. Ông đã mua sẵn cho con rồi. Vì ông biết chắc chắn con sẽ đậu. Yahoo, tuyệt vời. Ông đưa bông tai cho con đi. Cái gì vậy nè? Chuyện gì vậy Mini? Đây là gì? Ông không biết con đang nói gì nữa. Đôi bông tai đâu rồi? Con không biết, con không muốn như vậy một chút nào hết. Ông xin lỗi, ông không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Con không muốn thứ này. Rồi, vậy là bây giờ con muốn mua 10 cái lốp xe rồi đem về có phải vậy không? Dạ. Dạ. Để coi nhà, hình như chỗ chú còn 6 cái ở trong kho. Xin chào ông Musty.
Xin chào chú Musty. À, rất vui khi được gặp mấy đứa. À, Mini thích đôi bông tai mà ông tặng cho nó không? Dạ đúng rồi. Em ấy nói với chúng cháu về món quà đặc biệt mà chú tặng nếu vượt qua bài kiểm tra. Chú lo là đã xảy ra chút vấn đề rồi. Vấn đề gì? Ôi không, vậy là lộn cái hộp quà với Spooky là rồi. Là của Spooky sao? Đúng vậy, tôi đã nhầm lẫn vì hai cái hộp thật sự rất là giống nhau. Tôi thật sự cảm thấy mình rất vụng về. Tôi đã không chú ý tới chuyện này. Ồ, ông đừng lo lắng về chuyện này nữa. Và đó là đôi bông tai cuối cùng còn lại ở trong kho. Tôi chắc chắn sẽ tìm thấy đôi bông tai mà. Polly, con biết Spooky sống ở đâu không? Dạ biết. Hayley, giờ cậu đem vỏ xe về trạm cứu hộ nha. Còn mình sẽ dẫn chú Musty tới nhà của Spooky. Cái gì? Cái này hai hộp giống y chang nhau sao? Đúng rồi đó. Chỉ khác nhau là món đồ được đựng ở trong cái hộp thôi. Mình cũng định nói vậy. Chú thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Có phải ông Wheeler đã nhầm lẫn rồi không? Con cũng nghĩ như vậy. Chú Wheeler chỉ còn lại có hai cái hộp này thôi. Và chú ấy không để đồ chơi ở trong cửa hàng của mình. Vì vậy chắc chắn hai cái hộp đã bị tráo đổi bằng cách khác. Đợi một chút. Mình biết chuyện gì đã xảy ra rồi. Ý của cậu là sao? À, chuyện là sáng sớm hôm nay. Spooky, con phải chạy đúng làn đường của mình chơi. Con xin lỗi chú Builder. Được rồi. Đó là lý do hai cái hộp ấy bị lấy nhầm. Xin lỗi chú nha chú Musty. Không sao đâu, đây cũng không phải là sai lầm lớn. Giờ sao đây Polly? Bây giờ chúng ta có nên đi tìm ông Builder không vậy? Dạ. Sao? Con nói là sáng nay hộp quà của chú đã bị Spooky lấy nhầm. Còn hộp quà của Mini thì đã bị chú lấy nhầm hay sao? Dạ, như vậy tụi con mới tới đây để đổi lại cái hộp quà của chú với Mini. Xin lỗi nha, nhưng mà chú đã đem hộp quà đó tới bưu điện để gửi đi rồi. Hả? Cái gì? Chú muốn gửi món quà này cho cháu trai của chú sống ở bên kia đại dương. Tôi không biết chúng ta nên làm gì nữa. Tôi nghĩ Mini đang háo hức chờ tôi quay trở về. Vậy chú về nhà với Mini đi. Con sẽ đi giải quyết chuyện này cho. Sau đó chú sẽ nhận được món quà đó ngay lập tức. Chú nên làm gì với hộp quà của mình đây? Đừng có lo chú Builder. Khi chúng ta tìm thấy hộp quà của Mini thì mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Potty, Polly, có chuyện gì vậy? Mình đang có chuyện rất là gấp đây. Mình đến để lấy lại hộp quà mà hồi sáng chú Builder đem đó tới bưu điện để gửi cho cháu của chú ấy. Để mình suy nghĩ một lát nào. Nhớ ra rồi, lô hàng đó đã được đem đến cảng biển vào 1 giờ trước. Cái gì? Ôi không, chuyện nghiêm trọng rồi đây. Món quà đã tráo đổi sao? Điều gì đã xảy ra đây? Hộp của Spooky giống hệt với hộp đựng đôi bông tai của Minnie. Ơi tội nghiệp, sáng nay mấy đứa rất vui mừng, chắc là giờ buồn lắm đó. Thấy thương quá, không biết bây giờ Polly giải quyết ra sao rồi. Được rồi, nếu Polly nhận được hộp quà từ Spooky thì sẽ quay lại đây ngay thôi mà. Polly, cậu lấy được quà chứ? Chưa có thấy nữa. Chuyện này có một chút phức tạp. Chuyện gì vậy? Cậu chắc không tin đâu. Hả? Có một sự nhầm lẫn giữa Posty và chú Builder. Cái gì? Mình biết Posty đã giao hộp quà đó cho CC. Và bây giờ mình đang đi tới cảng đây. Ồ không, vậy là tôi tệ hơn nữa. Hy vọng là không. Mình sẽ phải chặn CC và lấy lại hộp quà. Các cậu tới cảng gặp mình đi. Mình có kế hoạch đang được thôi. Hayley, cậu đi tìm CC trước, tụi mình sẽ tới đó sau. Được rồi. Ha.
Các cậu sẵn sàng chưa nào? Mình không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mình sẵn sàng giúp đỡ. Hả? Họ đây rồi. Hả? Nhanh lên nào, ổn mà. CC nói là sẽ đợi chúng ta tìm ra mọi thứ. Cảm ơn CC. Cảm ơn rất nhiều. Mình rất hân hạnh. CC, chỗ nào đựng lô hàng mà Bosty mới giao tới vậy? Mình nghĩ là ở trong cái thùng màu đỏ đó đó. Ok. Bully, mình nghĩ nên nâng cái thùng màu vàng lên trước. Trong khi mình và cậu làm như vậy, rồi nâng phía bên kia. Khi nâng hết lên rồi, Haley đi tìm hộp quà. Các cậu sẵn sàng chưa? Rồi, đếm đến ba. Một, hai, ba. Cẩn thận. Rồi di chuyển sang bên phải đi. Được rồi. Tốt lắm. Haley, tới cậu. Để mình xem nào. Món quà của Mini để ở đâu đây? Hả? Tìm được rồi. Quà của Mini. Và đây là của chú Builder. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Xong rồi. May mắn là chúng ta không tốn quá nhiều thời gian để tìm thấy hộp quà. Làm tốt lắm. Cảm ơn CC. Chúc cậu vui vẻ. Rất hân hạnh. Nè, anh đeo vào cho em nha. Được rồi. Em thích bông tai quá. Cảm ơn các anh đã tìm cho em. Đúng vậy. Cảm ơn vì những việc các con đã làm. Không có gì. Tụi con rất vui vì tìm được món quà của Mini. Món quà rất ý nghĩa đối với Mini. Đúng vậy Mini. Ông của em quan tâm tới em nhiều lắm đó. Đúng rồi. Chú ấy sẽ không từ bỏ đến khi nào món quà của em được tìm thấy. Con xin lỗi vì đã buồn đầu. Con cư xử tệ quá. Không sao đâu. Chắc là lúc đó con đang rất thất vọng. Ông ơi, con cảm ơn ông rất nhiều nha. Đây nè, con tặng ông nụ hôn. Nụ hôn chính là món quà tốt nhất, không thể nào bị nhầm lẫn được. Tai nạn sấm chớp nguy hiểm. Tất cả thành viên đội cứu hộ lập tức đi ra đây nào. Mình có chuyện thông báo. Jean, có chuyện gì vậy? Dự báo thời tiết cho biết bắt đầu từ ngày mai sẽ có dông bão ập đến. Nhưng trời còn đẹp lắm mà. Chúng ta không thể dự đoán chính xác thời tiết sẽ ra sao hết. Đó là lý do tại sao chúng ta luôn luôn phải chuẩn bị. Chúng ta cần cố gắng giảm thiểu mức độ thiệt hại sẽ xảy ra trong thị trấn. Được rồi. Người dân của thị trấn Rum xin lưu ý, đây là dự báo thời tiết khẩn cấp. Bắt đầu từ sáng mai sẽ có sấm sét kèm theo mưa lớn. Vì vậy hãy thận trọng khi gặp phải sấm sét. Nếu nghe thấy tiếng sét gần đó thì mau đi trú ngay và tránh sử dụng thiết bị điện tử. Chúng ta phải cẩn thận. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như mình bị sét đánh trong khi đang chở tụi nhỏ chứ? Khi chuyện đó xảy ra thì tụi nhỏ sẽ không sao, miễn là ngồi yên trong xe và không đi ra khỏi xe là được. Tuy nhiên Scooby, cậu phải cẩn thận hơn nữa, vì sấm sét cũng có thể gây hại cho cậu rất nhiều đó. Được rồi. Còn nói là nếu chú nghe thấy tiếng sét thì không nên cầm bất kỳ đồ đạc bằng kim loại, ví dụ như cái này cũng không được, đúng không? Dạ, ví dụ như chùa hay cần câu cũng rất nguy hiểm. Điện có thể tập trung ở thanh kim loại và sau đó đi qua cơ thể của chú đó. Đúng là đáng sợ quá đi à. Cột thu lôi trông có vẻ an toàn đó, nhưng khi nghe thấy tiếng sấm sét thì mọi người nhớ là phải trú ẩn ở một nơi an toàn và đừng bao giờ đi ra ngoài đường nha. Được, cô đã hiểu rồi. Haley, anh đang làm gì đó? Đây chính là cột thu lôi. Một thanh kim loại thu hết sét vào trong đó. Làm thế nào cây nhỏ như vậy có thể bảo vệ tụi em? Nếu lắp nó trên một tòa nhà thì khi có sét nó sẽ thu hết sét vào và sét sẽ theo dây dẫn đi xuống dưới mặt đất. Sét có thực sự đáng sợ vậy không? Cực kỳ đáng sợ, bởi vì sét có thể làm cho một tảng đá bị bể làm đôi. Wow. Sấm sét ầm ầm và
làm nổ tung lên hết. Các cậu có biết sét được tạo ra như thế nào hay không? Mình biết nè. Đó là khi những đám mây trên bầu trời bùng nổ, giống như khi chúng ta đập đầu vào tường và sau đó bắt đầu nhìn thấy ngôi sao á. Không đúng. Mình nghe người ta nói sấm sét chỉ xảy ra khi ông trời đang trừng phạt những người làm điều xấu mà thôi. Hai cậu nói sai rồi. Sấm sét xảy ra là khi các vị thần đang có một cuộc chiến trên bầu trời. Ngọn giáo được tạo ra từ tia sét, và khi ném ngọn giáo vào những tấm khiên thì âm thanh lớn sẽ phát ra. Cái gì chứ, thật là điên rồi. Không có điên đâu, 100% đúng á. Cậu không biết rồi, mình cá là cậu chưa bao giờ thấy sấm sét hết đó. Cái gì? Được rồi, ngày mai khi cơn bão ập tới thì chúng ta có thể thấy câu chuyện về sấm sét là chính xác hay là không thôi. Cậu muốn nhìn thấy sấm sét sao? Nhưng mà cách nào đây? Chúng ta sẽ đi đến đồi Galaxy, vì đó là nơi cao nhất trong thị trấn. Chúng ta sẽ có thể nhìn thấy sấm sét xuất hiện. Được rồi. Xong rồi. Jin, các cậu đã về rồi. Mọi người đã tuần tra hết thị trấn chưa? Mình thấy mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng mà Jin, tại sao cậu kêu chúng mình tới đây vậy? Ta-da! Vì cái này nè, mình đã phát minh ra một con chip mới sẽ bảo vệ các cậu khỏi tia sét. Khi con chip này hoạt động thì nó sẽ có thể bảo vệ an toàn cho các cậu, dù sét đánh mạnh tới mức nào đi chăng nữa. Wow, đúng là tuyệt vời quá Jin. Vậy thì mình sẽ được bảo vệ an toàn khi phải giải cứu ai đó, ngay cả khi có tia sét nguy hiểm. Tất nhiên rồi. Vậy ai muốn là người đầu tiên thử đây? Mình sẽ dùng thử. Jin, cậu có chắc là an toàn hay không? Sẽ ổn thôi mà. Rồi, bây giờ mình sẽ cài chip. Các cậu đang lo lắng điều gì? Mình luôn đặt sự an toàn lên hàng đầu mà. Holy, cậu sẵn sàng chưa? Rồi. Cậu hãy thử bật chip lên đi. Bật lên nào. Wow, thật tuyệt vời. Tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ tạo ra một số tia sét. Có sao không Holy? Wow, điều này thật sự đáng kinh ngạc đó. Tia sét đánh vào mình nhưng mà mình không cảm nhận được. Việc của mình đã hoàn thành một nửa rồi. Hoàn thành một nửa là sao? Có nghĩa là chiếc bảo vệ này chưa hoàn hảo hả? Phải, mình không biết chiếc khiên có thể chịu được khoảng thời gian bao lâu, nên vẫn cần thêm một số thử nghiệm nữa. Cái gì? Chúng ta hãy hy vọng thời tiết ngày mai không tệ như chúng ta nghĩ. Rudy, tại sao lại đến muộn như vậy chứ? Mình đã chờ đợi ở đây rất lâu. Xin lỗi Rudy, vì khi ông mình không để ý thì mình mới lẻn ra ngoài được. Được rồi, chúng ta nhanh chóng lên đỉnh để thấy sấm sét đi. Trời mưa quá, mình nghĩ nên đội nón đi, như vậy an toàn hơn. Rudy, đừng có đi xa hơn nữa, đường trơn quá. Mình bị trượt mấy lần rồi. Mình cũng vậy. Thôi nào, chúng ta phải tiếp tục. Nếu chúng ta không đến nơi cao nhất thì sẽ không biết sấm sét từ đâu mà ra đâu. Chúng ta sắp đến rồi, cố lên. Mình không nên đến đây, trời tối dài lạnh nên mình sợ quá. Đúng vậy, trời mưa lớn quá. Mình nghĩ các cậu nói đúng. Có lẽ chúng ta có thể để trong cái hang đó. Yeah. Đúng ra mình không nên đến đây, trời tối dài lạnh mình sợ quá. Chúng ta chỉ cần chờ thôi, mình chắc chắn sẽ có sấm sét ở đâu đó mà. Các cậu đừng có dở. Mình sợ quá. Những người khổng lồ trên bầu trời sẽ bắt đầu trận chiến của họ. Các cậu đi nhanh đi. Bây giờ mình thấy sợ lắm. Mình cũng vậy, mình không muốn đi. Hai cậu bỏ cuộc sớm như vậy hả? Mình sẽ ra ngoài xem tia sét, còn các cậu thì cứ ở trong này đi. Mình không biết họ sợ cái gì nữa. Ôi không, Benny, Benny, đâu đi? Giúp chúng mình, chết. Chúng mình bị tay chạy trong nhà. Mình nghĩ là thời tiết xấu hơn nhiều so với dự đoán của chúng ta rồi. Phải. Hy vọng mọi người trong thị trấn được an toàn. Mình cũng vậy. Hả? Dạ đội cứu hộ, Jin nghe đây. Giúp chơi, tụi em có chuyện rồi. Chuyện gì vậy Rudy? Tụi em đến đồi Galaxy, nhưng khi sét đánh thì Benny và Benny bị mắc kẹt ở trong hang rồi. Và sét đánh ở khắp mọi nơi, em thật sự rất sợ. Đừng lo lắng Rudy, đội cứu hộ sẽ tới đó liền mà. Em đến nơi nào đó an toàn trước đi, nhớ là đừng có đứng dưới gốc cây. Em hiểu chưa? Dạ. Mọi người có nghe thấy không? Mau tới đó ngay lập tức. Đúng rồi.
Rudy, chờ chút, tụi anh sẽ tới giúp em. Haley, đưa Rudy tìm nơi trú ẩn đi. Hiểu rồi. Hai cậu đi theo mình. Được. Rudy, chúng ta đi thôi. Dạ được. Ủa? Polly, không dễ dàng đến gần hang bởi vì đang có sấm sét. Đúng rồi, rồi. Giờ mình sẽ đi lên ngọn đồi để hút hết tia sét. Các cậu hãy đưa tụi nhỏ ra ngoài. Cậu nói hút hết sét là sao? Đừng nói với mình là cậu định sử dụng khiên chống sét nha. Cậu có thể làm vậy, nhưng không biết cái khiên đó chịu đựng được bao lâu. Bây giờ đó là lựa chọn duy nhất của chúng ta. Và chúng ta thật sự không còn thời gian để lãng phí đâu. Các cậu hãy tin tưởng mình. Được rồi, hãy cẩn thận. Kiên hãy hoạt động đi. Được rồi, tới đây nào. Tất cả tia sét đã đánh vào người Polly. Phải, đi thôi Amber. Sợ có đèn mi đây. Mình cũng sợ. Đây là đội cứu hộ, mọi người sẽ đưa tụi em ra ngoài. Sẽ rất nguy hiểm, vì vậy hãy tránh xa lối vào. Dạ được. Nhanh lên, cái khiên bảo vệ đang trở nên yếu đi. Bố lên. Chắc em ra đây đi. Dạ được. Mau đi theo chị. Molly, mọi người đã an toàn rồi. Hiểu rồi. Cái gì? Tụi em đến đây để tìm hiểu sấm sét đến từ đâu sao? Dạ. Nhưng tụi em không nên ra ngoài một mình trong thời tiết như thế này. Và đặc biệt là không được đến gần sét. Như vậy thật sự rất là nguy hiểm. Đúng vậy. Mặc dù tia sét trông rất thú vị khi nhìn từ xa, nhưng đó là một dòng năng lượng điện cực kỳ mạnh và có thể gây ra rất nhiều thiệt hại. Vậy tia sét chỉ là năng lượng điện thôi sao? Điện được tạo ra trên bầu trời như thế nào vậy? À, đơn giản thôi, để chị giải thích cho tụi em hiểu. Khi hai đám mây tích điện trái dấu lại gần nhau, hiệu điện thế có thể lên tới hàng trăm triệu volt, nên sẽ có hiện tượng phóng tia lửa điện và tai trông thấy tia chớp vài giây sau mới nghe tiếng nổ. Đó gọi là sấm. Thấy chưa? Mình nói đúng mà. Ý cậu là sao? Những gì cậu nói đâu có đúng đâu. Cái gì chứ? Đừng cãi nhau nữa. Bây giờ chúng ta cũng đã tìm được lý do thực sự rồi mà. Đúng vậy. Có vẻ như cơn bão đã tan. Bây giờ tụi anh đưa tụi em về nhà nha. Người nhà tụi em sẽ lo lắng cho tụi em nếu biết tụi em đã đi ra ngoài. Anh nói đúng. Mình phải về nhà thôi. Nếu ba mình tức giận thì chắc là sẽ đáng sợ hơn tia sét nữa. Mình cũng vậy.